Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đi biển nè, đang ở biển Phú Vinh. Hi, thì chiếu cho các bạn coi khung cảnh ở biển nha. Hôm nay là ngày mấy hè? Nay là mùng chín Tết. Đó, cái này là tụi mình nắng quá nên tụi mình đang ngồi trong đường dương á nha. Thì bây giờ này mới chỉ là 3 giờ chiều thôi nên là đường dương cũng còn vắng lắm, chưa có ai đi chơi hết á. Nắng quá mà. Ôi nhìn đây khung cảnh đẹp nha ta ơi, cây nè. Ê. Đó ha. Cây dương nè, các bạn biết cây dương không? Đó, cái này nó rớt xuống này đẹp lắm. Đẹp lắm á nè. Đây thì hôm nay trời nắng đẹp nên là meo với lại Kato đang đi picnic ở biển nè. Đây là đồ picnic của chúng mình. Đâu có cái gì hay mở ra coi. Đây thì là hai hộp bánh bèo tụi mình mới mua ở trên thị trấn á. Đó. Bánh bèo 10k 8 miếng nha. Đây là nước suối thôi. Trong này thì là bánh kẹo nè, một ít bánh kẹo Tết nè, với lại có lon nước yến hôm qua còn đúng không? À, còn nước yến nè. Ừ. Đó thì tụi mình chơi chiều nay ở đây ăn bao nhiêu là cũng đủ rồi. Thì chiều mắc mắc tụi mình sẽ ra biển chơi và quay cho các bạn coi cảnh biển hôm nay như thế nào nha. Kato láo ăn. Kato đang khui bánh bèo ăn. Cho ăn với. Con á, ừ. là mua ở đây nè, ừ. Tốt rồi xin mua ở đây. Thân xuyên chiều quá hả? Hay không? Bây giờ là mình sẽ làm cái mặt xấu giống như con mèo nha. Rồi mình sẽ chụp hình lại, mình quay lại cho các bạn xem nha. Rồi giỏi. Làm giống y chang nha. Ê, y chang luôn. Không được nhìn dần đâu. Nhìn. Nó cười từ từ. Từ từ bình tĩnh đã. Làm em mặt nắng nha. Cái này là cái xấu nhất. Đúng không? Này là
Tiếng mày bị mua rồi đấy. Dương, mày gì? Mày đang ở đây làm gì hả? Hi, xin chào các bạn nha. Mình đang ở biển Đông Thuận nha, ở phố Vinh, phố Vinh Đức Phổ á. Đây, cái chỗ này là rừng dương nè. Rừng dương hồi trước là nó nhiều lắm, xanh tốt rồi, nói chung là nhìn nhưng mà không thấy đường xuống luôn á. Hôm nay thì nó khô rồi, nó quéo trơn luôn. Đó, mình quay các bạn xem nè. Rất là tội. Đi thì dễ, nhưng mà nhìn thấy nó mất sức sống. Hoàn toàn. Giống mấy dấu chạc mà mèo. Chắc nó chết luôn á. Chạc nó chết luôn, nó không quéo dưới được. Trong năm nay đi toàn đường rú mà. Đây, bây giờ là mình sắp ra ngoài biển rồi nha. Người ta câu cá hết kìa. Rồi, đó là biển Phú Vinh, biển Đông Thuận. Kia đi. Đây các bạn, đây là biển Phú Vinh nè. Mình đi đường biển Đông Thuận xuống nha. Ồ, quá đẹp. Bây giờ là khoảng tầm 4 giờ 15. Đây, ốc nè các bạn ơi. Ở thành phố đâu có ốc đâu nè, ốc đẹp nè. Đây nè nè, wow wow. Thôi thôi. Đây.